Tôi từng hỏi bạn mình: mày bị tổn thương nhiều như thế, người yêu mày làm mày đau khổ như thế, sao mày vẫn không nỡ buông tay? Nó đáp: nếu lúc nào anh ấy cũng làm tao tổn thương, lúc nào cũng nói ra những câu tàn nhẫn, tao tin mình có thể bỏ được. Nhưng có một vài ngày khi tao đã đủ tự tin buông tay, thì anh ấy lại ngọt ngào, lại ân cần, lại tỏ ra chu đáo, nên tao không thể. Anh ấy sẽ không sống được. Thế là anh ấy tàn nhẫn, vũ vàng, phản bội, rồi lại trở về ban phát kẹo ngọt. Tao thì giống như đứa trẻ, chỉ cần một viên kẹo thôi là cũng đủ ngoan ngoãn nhún nhường. Đã có lúc tôi thực sự mong rằng khi phụ nữ tuyệt vọng muốn buông tay, đàn ông có thể tàn nhẫn một chút, vũ vàng một chút, kể cả khiến họ đau lòng. Nhưng hãy thành toàn cho họ, để họ được tự do sau những ngày tháng ràng buộc đau khổ. Nếu như cả một quãng đường bên nhau không thể tốt, đừng giả tạo ân cần ở đoạn đường cuối cùng. Nếu như suốt những tháng năm kề cận bên nhau đã không thể làm nhau hạnh phúc, thì phút cuối cùng cứ tàn nhẫn thêm một lần để có thể thành toàn cắt đứt không dây dứt ân ái. Đừng tỏ ra chân thành khi chưa từng trân trọng. Giữa người với người vốn dĩ chẳng ai lừa được ai, mà chỉ có người tình nguyện vì lừa, tình nguyện bị lừa chỉ vì mình yêu. Hãy tỏ ra đàn ông khi không thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu hạnh phúc. Đừng làm thằng tồi cả một nửa cuộc đời.